Đây, hôm nay tôi mới mở cái trang thuốc mua của cô Lập. Để xem anh như nào nhé. Xem trong này nó tình hình anh như nào. Để tôi bóng mấy lớp thôi. Tôi cẩn thận. Tướng khử thành phần quả cây chí chuôn chua cư trù ma cử tướng khử củ bình tinh rễ cây cu nha má sơ giản và một số thuốc dẫn tác dụng. Cách dùng: ngâm với 15 lít rượu. Ồ, 15 lít rồi. Ăn mùi nha. À, mùi thơm. Mùi thơm. Bên này là 12 lít. Nào đi ra. Thủng. À, không phải. Không phải. Không phải. Chắc là đây là chính. Thành phần chính là sao nó lại cứ bị bụi thế này. Sao nó cứ bụi bụi thế này. Nguyên nhân của sao bụi này. Sao nó cứ bụi bụi thế này. Đây là một cái bằng thép nha. Đút cái dây thép vào đây. Lẫn vào rượu để uống phải dây thép rất nguy hiểm, bấm dây thép rất nguy hiểm. Đâu còn cái rơi đâu đây này, còn rơi còn phải không? Bấm dây thép vào đây rất nguy hiểm, trời rơi ra ngoài. Cây gỗ, đây là cây gỗ, đây là mùn cưa, mùn, không phải mùn cưa mà đây là cây mục, đấy, trong này là con sâu nó đang ăn. Dây thép ghim một cái, không biết bao nhiêu cái mà đầu lên. Cái này bị mốc, mốc xanh mốc đỏ rồi, cái này bị mốc rồi. Mốc xanh nhỏ. Đây là cái gì đây không biết.
riêng cái này bị mốc rồi. Lập ơi, cô Lập à? Ừ, hôm nay anh đi bỏ thang thuốc ra. Vẫn quay từ nhưng mà thế là cái cây gỗ đấy là nuôi cái con sâu bên trong à? Cái thang thuốc ấy, cái vị chính là cái cây tín khửn hay là gì, nhưng mà anh cứ thấy nó toàn bột xong bóc ra nó có cái con nhạy ở trong ấy. Ừ. Thì bận chưa có rượu, chưa có bình nên cứ để nguyên đấy. Ừ. Ừ, xem nó cấu tạo nó như nào, với một gói bị mốc. Nó có thang chứ, trong này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 mà. Thế còn cái thang chính ấy là, chắc là cái thang chính là cái cây đấy, thì gọi là cái cây gỗ, xong người ta cắt ra từng mẩu gỗ này. Nhưng mà nó, đầu tiên anh tưởng nó mùi cưa đút vào đây, thành ra là cái con nhạy ở bên trong ấy. Bóc ra mới thấy là cái con sâu gỗ ở bên trong ấy, nó ăn, nó mới ra những cái bột. Ừ, à đây này còn có cái đen đen luôn. Để anh gọi bạn ấy nhé. Anh gọi bạn ấy cho em xem này. Để xem. Ừ, phải cấu trúc nó thế này không. Anh mở, anh thường mua hàng thì cứ mở gói là anh cũng ấy mà quay video mà. Từ nãy là anh vẫn quay video mà. Ừ, anh hay mua. Ừ. Ừ, để xem nó có phải cái thang của nó là có phải có như thế không hay là nó bị hỏng. Chưa biết nó thế nào. Yeah. Thế đang làm gì đấy? Ừ, cũng chưa biết là cấu trúc nó thế nào gì. Ừ, thế đang làm gì ạ? À, đang ở cơ quan. À, cái con đấy nó lại còn nở ra cái con đen đen như này, bây giờ mình lại nhìn thấy này. Là nó mới bỏ ra này. Ừ, thế nhá. Ừ, gửi vào đây hoặc ấy thì vẫn thế. Vẫn được mà. Ừ, thế nhá. Đây, có bằng này cái thang. Rồi cái này bị mốc. Con đánh bò đâu.
Anh ơi. Ơi. À, nó nuôi ở trong đấy gì? À, thế thì tức là cái tức là cái thằng tốt nó phải nuôi cái con này ở trong này phải không? À thế thì ừ, thế thì đấy bắt đầu nó bay lên. Có một con nó bay lên. Ừ, cả cả bột cả sâu rớt vào phải không? Mới phải không? Nếu còn cái mốc thì thôi mất đi. Ừ. Có một cái túi bé bé. Cái chè dây cái chè dây là nó băm ấy á, là cái cây trong nó băm này nó đây nha. Anh chụp luôn một cái ảnh cái năm cái gói bé này nha, xong rồi gọi xong em bảo cái nào là chè dây nhé. À, nếu là chè dây thì nó phải chả biết đây là cái gì, nó cứ quanh quanh bằng móng tay một đấy.
Anh ơi. Ừ, cái gói bé bé đấy hả? Thế cái cây to nhất, cái gói to nhất là loại cây, là cây gì? À, là cây thang chính đấy phải không? Ừ, còn kia là những cái thang phụ. Là kiểu nó đóng lúc ẩm xong để trong túi bóng nó bị mốc. Bởi vì em thế bọn này nó là công ty bán hàng ngoài thế hả? Ở Quỳnh Lưu, Hậu Lộc, Nghệ An đấy thì nhưng trên đơn hàng nó ghi, nhưng mà đơn hàng trên đơn hàng ghi là số điện thoại này vẫn của em à? Ừ, còn địa chỉ thì là số 1 Quỳnh Lưu, Nghệ An này rồi. Là cái nó là ăn uống vào trong người nên mình để cho nó cẩn thận thế thôi nhé. Rồi, đổ vào cái ngâm bình 12 lít nha. Đấy, cái này còn là không phải là mốc, nó phải là đây. Cho vào đây. Hai thang. Ba. Chiều mua rượu cho vào, để hết xuống ở đây, để hết xuống ở đây, để những cái sắt cho vào chưa, để được lắm đâu. Hay là ở đây lại dấu vết ở đây gồm biết giấy này vào đây. Đấy, như vậy cho nó nữa. Người gửi
nấu rượu, bắt đầu đổ vào bình rượu. Cái này là 8 lít ạ. Rượu thơm lắm. Hơi bình bình là thế này. Cái bình này là 12 lít mà. Đại tích là 12 lít mà. Đã đầy đâu 8 lít vào. Đến đâu 8 lít nhảy cua. Ai nhỉ? Gần đây 2 lít nữa. Phải 2 lít nữa cũng được. Còn 10 lít. Oh.